Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ nghỉ hè đã đến cũng là lúc mà các bạn nhỏ của chúng ta tìm cho mình những khoảng thời gian giải trí riêng sau một năm học vùi đầu vào sách vở. Cờ vua và cờ tướng là một lựa chọn khá phổ biến dù là khá kén người chơi, nhưng khi đã ham thì lại cảm thấy rất là kỳ thú. Đó là những môn thể thao phải kể đến sự trí tuệ, mô phỏng những trận chiến cổ xưa mà những vị tướng chỉ huy chính là những kỳ thủ, những điều binh khiển tướng trên bàn cờ. Cờ tướng cũng như cờ vua là bộ môn phức tạp và để có thể chơi giỏi hai môn này thì người chơi sẽ cần có sức mạnh của trí tuệ tổng hòa với sự kết hợp nhuần nhuyễn về tư duy logic cũng như là trí sáng tạo, tính kỷ luật. Chơi cờ có thể nói là rất khó như vậy, nhưng với một cậu bé mới chỉ học hết lớp 5 đã có những sáng tạo mới ở cả cờ vua và cờ tướng với luật cờ vua và cờ tướng Robin Hood. Những sáng tạo này đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Mùa hè năm nay, Đinh Văn Nam Hải, thường được gọi với nickname là Đinh Rô, lại có thời gian để trải nghiệm những sáng tạo mới của em với luật cờ vua và cờ tướng Robin Hood. Là hậu duệ của dòng họ Đinh nổi tiếng hiếu học và thành đạt tại Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An, lại được học ở những môi trường giáo dục chất lượng. Đinh Rô luôn là một học sinh giỏi và có nhiều hoạt động mang tính sáng tạo cao. Là người cha, người mẹ, ai cũng cảm thấy rất là vui mừng khi mà con cái của mình học hành cũng rất là chăm ngoan và có những cái thành tựu vượt bậc. Và tôi cũng đã từng cùng chơi với các bạn về cái trò chơi Robin Hood và cờ vua và cờ tướng. Và có lẽ là đây là một cái phát hiện mới và là một cái luật chơi rất là thú vị. Xuất phát từ chơi nhiều các trò chơi mang tính trí tuệ, từ góc tư duy quan sát, Đinh Rô nhận thấy với cờ vua và cờ tướng, hai bên chiến đấu với nhau theo luật cũ đều là đánh nhau đơn độc. Tuy nhiên trên thực tiễn, chiến đấu lại không phải như vậy. Mỗi bên tham gia trận đánh đều có tính đồng đội cao. Trên cơ sở đó, Đinh Rô đã sáng tạo ra luật chơi với nhiều điểm mới và được giới chuyên môn đánh giá cao về tính ứng dụng. Theo con ấy thì là cái luật của con ấy, so với luật cũ thì nó kiểu độ khó nó khác nhau như nào? Cái này khó hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều. Con nghĩ thế. Trong cờ vua chẳng hạn, con xe và con tướng, tại sao con lại đi rằng cách cờ vua? Bởi vì con hậu đi giống xe và tượng. Thường cờ vua có nhiều hơn mấy triệu biến. Nhưng mà khi có tổ hợp kiểu này thì thế này thành mấy mươi triệu. Đối với em thì cái luật cờ vua này nó tương đối là mới lạ và nó thú vị. Bởi vì nó khiến cho con cờ nó trở thành một thể, nó thống nhất hơn. Nó cảm giác nó đoàn kết hơn và nó tăng cái tính sáng tạo hơn là cái cờ vua theo dạng bình thường. Và nó cũng khiến cho em cảm thấy là nó giải trí tương đối là tốt. Hiểu đơn giản, sáng tạo này giúp người chơi có thể tạo thành một tổ hợp trừ quân vua và hậu trong cờ vua và quân tướng với sĩ trong cờ tướng. Sau tổ hợp, hai quân cờ có thể đi cùng nhau bằng cách đi của hai quân cờ hoặc tách riêng tiến lùi tùy theo tình huống linh hoạt và hiệu quả. Như vậy, bàn cờ sẽ trở nên giàu biến hóa hơn rất nhiều. Sáng tạo ra được một cái thể thức chơi cờ mới này thì rất là đáng khâm phục, bởi vì thực tế ra là đã có chơi cờ thì nó rất là một bộ môn trí tuệ tư duy rồi đấy, mà bây giờ bạn ấy còn sáng tạo ra được một cái thể thức mới nữa thì mình thấy rất là khâm phục các bạn này. Đưa vào quốc tế thì em nghĩ là nhiều khả năng sẽ đưa vào những cái giải phong trào nhiều hơn, bởi vì là các biến thể cờ vua thì hiện tại vẫn chưa được đưa vào các giải quốc tế. Nhưng mà nếu mà cỡ khoảng 20 năm, 30 năm sau thì rất là có thể thì những cái biến thể mới lạ này sẽ được đưa vào những cái giải thi đấu. Theo đánh giá của các chuyên gia, luật cờ vua và cờ tướng Robin Hood là một bước đột phá về tư duy sáng tạo về tổ hợp. Tác giả cũng đang ấp ủ những dự án về một phần mềm để viết cho luật chơi mới này, dù rằng là rất khó vì chưa có tiền lệ. Hy vọng những sáng tạo độc đáo này sẽ sớm được phổ biến để người yêu cờ lại có thêm một thử thách thú vị hơn.